xin giới thiệu tất cả bà con vừa về mẫu xe mắc nợ 205 số tự động bản 2.0 máy gầm đại chất thân vỏ mọng căng đẹp zin không lỗi. Anh em nào mà cần xe số tự động liên hệ xem xe tại thành phố Bắc Cạn, hiện tại xe đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn đây cho một em mắc nợ 205 số tự động máy 2.0 thân vỏ quá đẹp luôn. Quay trực tiếp xung quanh thân vỏ để cho anh em chiêm ngưỡng. Đó là một em mắc nợ 205 máy 2.0 thân vỏ đại chất. Nói chung em này là zin toàn tập nha. Vỏ mỏng tang như đây. Gõ cho anh em xem vỏ. Vỏ mỏng tang anh em ạ. Đấy. Quá mỏng. Mỏng như là tờ Prime 500. Đấy. Anh em nào mà cần số tự động thì là liên hệ xem xe tại chợ ô tô cũ vùng Đông Bắc nha. Đóng đô tại thành phố Bắc Cạn. Đây là mẫu xe mắc nợ đây 205. Đăng ký lần đầu 207 bản 2.0 máy gầm đại chất. Chạy. Anh em chạy của dòng này thì quá yên tâm luôn. Trời nắng mà lại cứ trời nắng như này mà cứ làm em này để mà vi vu. Điều hòa chứ là lạnh sun chim nhá. Anh em nào mà mua thì là xem xe tại thành phố Bắc Cạn này. Giá rất là yêu, chỉ có 80 triệu. Anh em nào mà mua để cho anh em 80 triệu thôi. Cho một em mắc nợ 205 máy gầm đại chất. Đấy, quay thân vỏ để cho anh em chiêm ngưỡng nha. Hiện tại xe đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn. Tất cả rất hiện tại trên mình rất nhiều xe cỏ anh em ạ. Chợ ô tô cũ vùng Đông Bắc hiện tại đang rất nhiều xe cỏ đây. Anh em nào mà mua dòng nào nhá, giá từ 20 triệu đổ lên nhá, đều có hết. Anh em nào mà mua thì là liên hệ xem xe tại thành phố Bắc Cạn. Đây là mẫu xe mắc nợ 205 đây. Xe quá zin, quá đẹp. Thân vỏ sạch sẽ, không một lỗi nhỏ. Máy số đại chất, số tự động anh em ạ. Mà giá chỉ có 80 triệu. Quá rẻ anh em nhá. Quá rẻ. Đây, quay nội thất để cho anh em chiêm ngưỡng. Đây là mắc nợ 205 số tự động anh em ơi, xe quá đẹp luôn đây. Quay nội thất để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đấy. Từ táp lô, táp ly nhá cho đến trần nhá. Quá đẹp luôn. Mà giá rất là yêu, chỉ có 80 triệu. Anh em nhăn tay lên xem xe tại thành phố Bắc Cạn đây, anh em mua đi. Đang nắng, đang gió, đang thời tiết thay đổi này, cứ làm em này để mà đổ xăng vào vi vu điều hòa rét sun chim anh em ạ. Quá rẻ luôn. Chỉ có 80 triệu mà không mua xe này thì đúng là mua xe Lào anh em nhé. Đây. Đăng kiểm dài, máy gầm đại chất. Đấy, quay thân vỏ để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Nội thất quá đẹp luôn, dàn lốp mới đến tầm 97%. Quá đẹp anh em ạ. Quay cho anh em từng góc cửa cái xe nó phải như này đây. Giá chỉ có 80 triệu thôi nha. Được ngay một em 205 số tự động. Zin tự ổ khóa zin ly anh em. Đây. Quá đẹp luôn. Sơn xi sạch sẽ, không một vết. Đấy, quá đẹp anh em ạ. Anh em nào mà cần xe đưa đón con đi học tránh mưa nắng đây. Giá chỉ có 80 triệu. Hiện tại xe đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn. Cho một em mắc nợ 205. Thân vỏ mọng căng, máy gầm đại chất, máy 2.0. Bản này chạy siêu tiết kiệm anh em ạ. Tâm ra anh em mua về đi rất yên tâm, bảo hành cho anh em đúng một năm từ thân vỏ cho đến máy móc. Đấy, quá đẹp luôn nha. Zin toàn tập. Hiện tại đang có mặt tại chợ ô tô cũ vùng Đông Bắc, đóng đô tại thành phố Bắc Cạn đây. Rất là nhiều xe cỏ anh em ạ, giá từ 20 triệu đổ lên. Anh em nào mà mua thì cứ lên xem xe tại thành phố Bắc Cạn nhé. Đấy, được em mắc nợ đi được quá hợp lý là anh em này. 205 máy đăng ký 207 máy gầm đại chất thân vỏ mỏng căng. Hiện tại đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn, giá rất là yêu, chỉ có 80 triệu. Quay cho anh em như này anh em sướng luôn. Nhanh tay lên anh em ơi. Đây, 205 số tự động nhá. Anh em xem là từ táp lô này. Tất cả mọi chức năng hoạt động đầy đủ. Đấy. Quá đẹp luôn mà chỉ có 80 triệu mà lại được số tự động. Máy 2.0 chạy rất tiết kiệm anh em ạ. Anh em mua về là rất yên tâm luôn nhá. Hiện tại đang chào bán với giá là thành 80 triệu anh em ạ. Anh em nào mua phải nhanh tay luôn. Quá đẹp luôn cho mấy em mắc nốt 205 đây. Anh em nào mua thì xem xe tại thành phố Bắc Cạn nhá. Giá rất là yêu, chỉ có 80 triệu thôi.
cho một em mắc nợ 205 nhá, máy 2.0 chạy siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ. Giá rất phù hợp cho tất cả bà con tầm tiền dưới 100 triệu được ngay một em 205 số tự động. Anh em nào mua thì là liên hệ xem xe tại thành phố Bắc Cạn nhá. Xin chào tất cả anh em trong nước và ngoài nước nhá.